Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 25 tháng 3 2021. Con cứ ngỡ sao Chúa bỏ con, nhưng thực ra Chúa đang đồng hành với con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 25 tháng 3 2021. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 25 tháng 3, anh chị em biết lễ gì không? Cái gì là bổn mạng của nhiều người mà cũng giật mình không biết ấy. Ai nhận Đức Maria làm bổn mạng giơ tay coi. Chị gì đây? Chị Phương à? Chị Hiên à? Chị Điệp à? Anh Vóc à? Cũng nhận Đức Mẹ là bổn mạng à? Chị Phụng à? Vân vân. Thưa anh chị em, hôm nay là lễ ngày 25 tháng 3 là lễ truyền tin. Để truyền tin anh chị em ngắm thứ mấy mùa vui. Thứ nhất phải không ạ? Thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Có những người thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiết tịnh. Cái câu cuối nhiều người hay lộn. Nhưng mà nếu mà đọc đó thì tôi nghĩ là cũng được chứ đâu sao. Đâu bắt buộc là chỉ xin một cái ơn đó, mà xin nếu mình cần cái ơn khiết tịnh thì mình xin ơn khiết tịnh chứ nhỉ? Đâu sao, xin cho được lòng yêu mến cũng được chứ. Nhưng mà cái chính là lòng khiêm nhường. Tại vì Đức Maria nói rằng tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Là tôi tớ, mặc dù đón nhận Chúa Giêsu làm con ở trong bụng của mình, sinh ra Chúa Giêsu là mẹ Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì sinh ra Chúa Giêsu không phải là mẹ Thiên Chúa, là mẹ ai cả. Ông là ông vua mà người mẹ mà sinh ra ông vua thì là mẹ ai? Mẹ vua chứ không nghĩa là mẹ tôi. Phải không? Nhưng mà mẹ vẫn khiêm nhường. Xin vâng, này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Tôi là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Và mời anh chị em chúng ta vào trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời ngày hôm nay 25 tháng 3 để chúng ta nghe chia sẻ về lễ truyền tin nha. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Lời Chúa bài đọc 1 ở trong sách Sáng Thế chương 17 câu 3 đến câu 9. Xin chúc mừng tất cả những người nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Xin cho mọi người được luôn luôn có tinh thần của mẹ, khiêm nhường để được tràn đầy ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Bài trích sách Sáng Thế: khi ấy ông Abraham cúi rạp xuống, Thiên Chúa phán với ông rằng: phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi, ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc, ngươi sẽ không còn gọi tên là Abraham nữa, nhưng là Abraham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan, làm sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Abraham:
phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thanh nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hỡi anh em, dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Jacob được Người tuyên chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi, như lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thể cùng Isaac. Tung hô tin mừng. Ngày hôm nay anh em chớ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, câu 51 đến câu 59. Gioan 8, 51 đến 59. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người, còn tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném Người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Anh chị em có coi phim Con Ma Nhà Họ Hứa chưa? Mấy người cứ hỏi nội dung cái phim như thế nào, bảo tôi cũng đã coi đâu, nhưng mà tôi chỉ thấy cái tựa đề thôi. Từ một danh từ chung thì tôi đổi thành cái từ riêng, tôi đổi thành từ chung. Tôi đoán là Con Ma Nhà Họ Hứa, tức là một dòng họ tên là Hứa. Ví dụ Hứa Văn Lèo hay Hứa Văn Quậy hay là Hứa Văn gì đó, Hứa Văn Châu hay Hứa Văn gì đó. Tôi không biết là nội dung của phim như thế nào, tôi chỉ lấy cái từ Hứa viết hoa, tôi viết thành chữ thường là Con Ma Nhà Họ Hứa. Cái là những người hứa gì? Hứa Văn Lèo, Hứa Văn Quậy, Hứa Văn Xuông, toàn Hứa Lèo, Hứa Quậy, Hứa Xuông, gọi là Con Ma Nhà Họ Hứa. Có anh hăng hái nhiệt tình lắm, lúc nào cũng bảo cha nào cha muốn làm ốc đảo lòng thương xót cho gọi con, còn sẵn sàng hỗ trợ 100%. Có một hồi thấy im rõ và rõ, tôi nói sao rồi, cái lời hứa của anh sao rồi? Bảo con tưởng cha quên rồi chứ. Bảo tôi không quên, tôi sợ anh quên tôi nhắc. Xong rồi tôi nói là anh đừng có làm Con Ma Nhà Họ Hứa nhé. Bảo thưa cha, con không đóng phim vai chính, con đóng vai phụ Con Ma Nhà Họ Hứa thôi. Đóng vai phụ thôi. Tôi mỉm cười, tôi bảo anh đóng vai phụ tôi cũng chết rồi chứ đừng nói anh đóng vai chính. Tại vì cuộc đời chúng ta nhiều khi mình hứa nhiều mà mình không có thực hiện bao nhiêu. Nên là chúng ta trở thành Con Ma Nhà Họ Hứa là vậy. Mà chính bản thân tôi thấy chính mình là đã từng là tu sĩ, có lời khấn, là linh mục, có lời hứa. Nhưng mà thực sự mình có giữ lời hứa đó không? Mỗi ngày, nhất là khi xin tội, đấm ngược xét mình, lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội thì con không đứng vững được.
Nếu Chúa chấp tội thì không bao giờ con có thể làm linh mục, và không bao giờ mà con có thể được cứu độ. Vì con luôn luôn là đóng cả vai chính lẫn vai phụ. Vai nào con đóng? Vai con ma nhà họ hứa. Con hứa với Chúa mà con chẳng giữ lời. Những lần mình phạm tội, những lần mình lỗi ước quên thề, những lần mình chạy theo danh vọng, tiền tài, chức vụ, địa vị mà quên mất Chúa, mình đã đóng vai chính hoặc vai phụ trong con ma nhà họ hứa mất rồi. Còn riêng Chúa, Chúa gieo ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Câu đáp Thánh Vịnh 104: gieo ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Và bài đọc 1, chúng ta nghe Chúa nói với Abraham rằng: phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi, ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc, vân vân và vân vân. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi miền đất này, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với Abraham: phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúa đơn phương ký giao ước vĩnh cửu với Abraham và dòng dõi của ông. Và Chúa mời gọi Abraham: phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác, hãy giữ giao ước. Là ta là Chúa của ngươi, ngươi là dân ta. Ngươi nghe lời ta và giữ lời của ta. Giao ước mà dân Do Thái thế hệ sau này, có những người nào giữ giao ước đó hay không? Và anh chị em mình, khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội, mình làm con của Chúa, anh chị em có nhớ ba lời thề từ bỏ và ba lời hứa xin tin không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Thưa con từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ và mọi việc của ma quỷ không? Thưa con từ bỏ. Em chị em có từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Thưa con từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là cha Đức Giêsu? Thưa con tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô? Thưa con tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thể không? Thưa con tin. Và anh chị em có tin kính giáo hội? Thưa con tin. Mình từ bỏ, mình thưa tin to không? Rất to. Hồi bé em chưa biết gì, đến đã nhận bí tích rồi tội. Còn bé mà, bố mẹ bế mình đến dội nước rồi tuyên xưng là bố mẹ mình tuyên xưng. Rồi lớn lên mình học hỏi, mình hiểu biết, mình tuyên xưng. Và sắp tới đây này, hôm nay là tới thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Chủ nhật tới là Chủ nhật lễ lá, ngày 28 tháng 3. Ngày kết thúc 40 ngày chúng ta tĩnh tâm, bắt đầu từ thứ tư lễ cho 17 tháng 2. Và Chủ nhật lễ lá thì có thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Sau đó tới ngày thứ năm tuần thánh là lễ rửa chân, rồi Chúa Giêsu lập bí tích kinh thể, bí tích truyền chức. Ngày thứ sáu tuần thánh là tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Thứ bảy là vọng phục sinh. Và đêm vọng phục sinh đó, đêm thứ bảy đó, có nghi thức làm phép nước, rồi làm phép lửa, làm phép nước, rồi lập lại lời tuyên hứa, lời tuyên xưng, lời mà chúng ta thiết lập giao ước với Chúa khi đã nhận bí tích rửa tội. Giáo hội khôn ngoan, Thánh Chuông Thần soi sáng, để cho mỗi năm mình tự động mình nhắc lại, được kêu mời nhắc lại. Có bảo là con hồi đó bé biết gì đâu, biết gì đâu, hứa bố mẹ dắt đến, bố mẹ hứa chứ đâu, mình đâu có hứa đâu, mình giữ. Mình cũng có thể lý luận như vậy. Còn bây giờ lớn rồi sao đây anh? Sao? Anh tính sao anh? Chà, gãi đầu gãi tai, con muốn giữ lắm mà nhiều khi nó cũng quên. Anh kia bảo con muốn giữ lắm mà nhiều khi ma quỷ cấm rỗ. Còn chị kia bảo con muốn giữ lắm mà bạn bè nó rủ rê. Thế mình đủ mọi thứ, có 1001 lý do để mình lỗi ước quên thề. 1001 lý do mà Chúa thì vẫn kiên trì, cương quyết, nhẫn nại. Chúa đã lập ra giao ước thì muôn đời Chúa nhớ mãi. Ta là Chúa của ngươi đến muôn đời, không bao giờ gạt ngươi ra, trừ phi chính ngươi cắt
giao ước đó, đơn phương cắt hợp đồng, phải không anh? Hợp đồng của tôi ký hợp đồng là vĩnh viễn, nhưng mà anh đơn phương cắt hợp đồng. Rồi khi cắt xong rồi anh mai mốt anh ra, anh đói của anh lại quay lại cho em xin, bác cho em xin xin ký lại hợp đồng. Thì ký, lại ký. Ít bữa đó thấy bên kia ngon thứ lại chạy sang cái công ty khác, lại tự động đơn phương cắt hợp đồng. Ít bữa bên công ty kia nó phá sản, lại qua lại bác cho em xin. Biết bao nhiêu lần mình cứ đơn phương cắt hợp đồng, khi mình phạm tội, khi mình bỏ Chúa, khi mình chạy theo danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Luôn luôn anh cắt hợp đồng, nhưng mà anh nhớ công ty lòng thương xót luôn mở. Bất cứ khi nào anh muốn tái ký hợp đồng, chúng tôi đón chờ. Có công ty nào mà ngon như vậy không anh kia? Có công ty nào mà ông chủ ông dễ tính như vậy không? Anh muốn cắt, tôi xót xa, nhưng tôi tôn trọng anh, tự do của anh. Thấy anh đi mà tôi thương, như là ông bố thấy thằng con nó lấy tiền, mà nhớ không, người cha nhân hậu Dụ Ngôn đó, nó xin tiền nó đi thì ông bố rất là thương và biết rằng tương lai nó sẽ như thế, nhưng mà vì yêu thương nó thì phải tôn trọng tự do của nó. Tình yêu mà không có tự do thì không còn là tình yêu. Ta vẫn nói là Thiên Chúa là tình yêu, thì Thiên Chúa vẫn cho con người có tự do. Vì nếu mà không có tự do thì không còn tình yêu nữa. Nhưng mà con người ta lợi dụng cái tự do của mình để trở thành người nô lệ, mà không biết lại tưởng rằng mình mới là con người tự do. Khi ra khỏi nhà bố nó nghĩ rằng nó tự do, một vùng trời tự do. Bây giờ ta tự do muốn làm gì thì làm, muốn tiêu gì thì tiêu. Nhưng mà lúc đó nó đang đi vào nô lệ của chính nó, và nó không biết. Khi mình phạm tội, mình là nô lệ, là tay sai của ma quỷ, mình không biết. Tao có quyền, tao muốn làm gì thì làm, tao muốn bắn thằng nào tao bắn, muốn giết nào tao giết. Bảo mình là người tự do. Không, mình đang nô lệ cho chính cái tôi của mình, cho cái quyền lực của mình. Anh chị em thấy không ạ? Mà mình không biết. Mà Chúa thì vẫn cứ yêu thương, vẫn đợi chờ. Giao ước ta đã lập muôn đời nhớ mãi. Công ty LTS vẫn mở cửa nha. Anh ký hợp đồng rồi, tôi lại nhận. Một bữa anh lại đơn phương bỏ hợp đồng, anh lại chạy theo. Ê thằng Sum ở đâu rồi? Thắng ở đâu rồi? Nó mới xin làm thư ký, thằng làm bảo vệ, thằng thư ký đâu rồi? Còn cái con Hà nó xin làm nấu bếp ở đâu rồi? Ông chủ ơi, mấy tụi nó bảo bên kia ngon hơn, nó chạy hết sang bên kia rồi. Nói nó đi, không được đâu. Ta đây là chùm của tất cả các công ty mà. Ta biết mánh lưới của công ty khác, không có thằng nào như ta đâu. Nó còn kêu bên ngon hơn mà thì nó cứ đi đi. Nhưng mà nhớ nói với nó nha, nói với con hàng Sum, với thằng Thắng, với con Loan Phụng như là rời công ty LTS. Đơn phương nó rút lui khỏi công ty LTS, tự nhiên rút tên khỏi nhóm. Nhưng mà lúc nào công ty LTS cũng mở cửa, cứ búng cái S nhập nhóm mà là vô lại, cứ đưa cái đơn lại để lại ký lại đồng. Ông Đạt thân tàn ma dại, con ấy trở về cùng Chúa ơi, con ấy trở... Sao? Công ty đó làm ăn khá không? Tiêu rồi ông chủ ơi. Nó cho mày ăn gì không? Cám còn chưa có mà ăn. Lúc nhớ, lúc đi nó nhớ tôi nói gì mà có, vì nhớ để mới quay về đâu ông chủ. Ông chủ bảo cái nào mà mua hết, cái nào không chỗ làm thì cứ đem vào đây ông chủ cho nhận tiếp. Đây, mà còn nó đẹp vào. Đây, ngồi vào đây. Ký, lại ký tiếp. Tỉnh tên, tỉnh tên. Có mỗi một điều, Chúa ơi, có mỗi một điều là con xin, là con xin Chúa ở trong Thánh Điện Ngài, được ở trong Thánh Điện Ngài. Mà hát phấn khởi lòng, có mỗi một điều xin ở trong Thánh Điện Ngài thôi. Tuần sau thấy ngoài kia nó chơi vui quá không? Lại leo rào. Leo rào. Đơn phương cắt hợp đồng nữa, lại leo rào nữa. Đạt ra rồi, nó leo rào rồi ông chủ ơi. Khổ quá. Cửa chính thì nó không đi, nó leo rào chi, lỡ nó té rồi sao? Nó sợ đi cửa chính ông chủ không cho. Có bao giờ ta không cho nó đâu. Cửa lúc nào ta cũng mở, thằng nào muốn vô, nào muốn ra thì ra. Cái cửa lờ thờ sớm không bao giờ khép, không bao giờ đóng lại với ai cả. Nhưng mà nó không có tin. Nó không tin là ông chủ lại rộng lượng như thế, cho nó leo rào vào đằng sau nhé. Mà cắt điện đi nhé, cắt dây điện đi chứ đừng có để nó leo rào điện, nó giật chết tội nghiệp nó. Nó đáng cái đời nó đi. Bao nhiêu lần rồi đơn phương cắt hợp đồng, ông chủ cứ thương nó mãi rồi nó lợn mặt. Không, nó đi ra ngoài kia nó đói, nó khổ, đã đủ hình phạt cho nó rồi. Chứ không phải là nó lợn mặt.
không lên mặt được ta đâu. Vì nó đi ra ngoài nó đói, nó khổ, nó khát, nó bị người ta đối xử không ra cái gì, đã là hình phạt rồi. Đã là hình phạt rồi. Đừng có gắn dây điện vào hàng rào nha, nó té tội nghiệp nó. Rồi mai mấy cái cọc nhọn nó cắt đi, nhỡ nó leo rồi lòi ruột ra, nó té lòi ruột ra. Bảo nó cửa ta cứ mở đó. Nó muốn đi ra lúc nào nó đi, muốn vô lúc nào nó vô, nhưng nó phải ký lại hợp đồng, phải qua bí tích giải tội để thú nhận tội lỗi của mình, để lãnh nhận ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, còn ký hợp đồng lại. Thế chị thấy sướng không? Một cái công ty nào trên cõi đời này mà luôn mở công ty lờ tờ sờ, lòng thương xót vô đó, ai như ai, tùy khả năng mỗi người, muốn chức vụ nào thì anh thấy anh làm được cái gì anh cứ làm, anh thấy anh làm được gì anh cứ làm, tôi cho anh khả năng bao nhiêu thì anh làm bấy nhiêu, thế thôi. Tôi không đòi cái gì vượt quá khả năng của anh, mà cũng không cho phép anh là anh có 10 mà anh chỉ làm 1, cũng không được phép. Vô đây mọi người, tôi gọi là cái gì đó, đúng là một đất nước mà mọi người làm theo khả năng mà hưởng theo nhu cầu. Anh không ganh tị với anh kia. Tôi có làm 10 mà ăn có 1, sức ăn anh nữa thì anh ăn đi, ăn cố xong rồi bụng quá, tôi đã nói anh rồi mà. Còn thằng kia nó làm ít mà nó khỏe, nó ăn nhiều, kệ nó, chuyện của nó. Sao anh cứ đi rình như nhỏ, người ta ăn nhiều ăn ít vậy, coi như ăn bấy nhiêu đi, ăn thoải mái. Nhưng mà ăn nhiều đâu bụng sao. Cái anh này anh tham vừa chứ. Thì ăn ít đi lại thèm lại tức. Cái như vậy thì công ty lời thật sự không có những con người như vậy anh à. Anh có quyền lựa chọn. Vô đây bình đẳng, yêu thương, phục vụ. Còn nếu anh không chấp nhận công ty này thì mời anh tự động đơn phương ký hợp đồng, lại đi nữa, ủ tàu đi chỗ khác. Đi xong ít lâu về rồi sao. Con nay trở về cùng Chúa ơi. Sao cái này già lão quá vậy? Cái nó đối xử ác quá. Nó nói thì hay lắm mà vô đó thì không thấy hay tí nào. Nó toàn là hứa không. Hứa vô đây làm đủ hết mọi cái, vô làm xong cái vô chồng của nó lấy còng xích cái cổ mình lại rồi, lọt vô chồng nó không đi đâu thoát. Làm nô lệ cho nó. Rồi sao thoát được? Trời ơi, phải ăn gầy đi để mà lọt qua cái lưới. Cái cửa nó cỡ này phải ăn gầy lại, nhịn ăn 30 ngày mới chui lọt qua được về đến đây, sống sót trở về. Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta, tôi cứ ngồi tôi lẩn thẩn tôi nói về vậy, anh chị em có thấy vui không? Thế Thiên Chúa của mình có là một ông chủ quá tuyệt vời không? Mà Đức Giê-xu nói cái điều đó người ta lại không tin. Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chúa nói về cái chết về phần linh hồn. Nhưng mà người Do Thái thì bây giờ tôi biết ông bị quỷ ám. Vì Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng chết. Vậy mà ông nói ai giữ lời tôi sẽ không bao giờ phải chết. Khổ, cái lòng dạ con người nó xấu. Cứ nghĩ cái gì nó cũng xấu. Cái đầu nó tối đen, nó nghĩ cái gì cũng tối đen. Mà nó chỉ nghĩ đến vật chất thì mở miệng nó là vật chất. Nó thuộc về thế gian này thì nó nói chỉ những sự thuộc về thế gian này thôi. Nói sự trên trời nó có hiểu đâu. Cứ nói chết là nó bỏ chết, cũng nghĩa là nhắm mắt lại không thở nữa là chết. Còn nó đang cười cười đấy, đang ăn chơi khè khà đây, nó bảo nó vẫn đang sống. Nó bảo sống là như vậy, sống là còn thở, chết là hết thở. Nhưng mà nó đâu biết rằng là, đâu biết rằng là sống chết đâu phải chỉ có nghĩa là còn thở hay hết thở. Nhiều khi mình vẫn thở mà mình đã chết. Nhiều khi mình tắt thở là mình bắt đầu bước vào cuộc sống mới. Nó không biết như vậy. Mà đã không biết thì thôi. Ta bảo là biết thì thưa thốt, mà không biết thì dựa cột mà nghe. Nó không chịu dựa cột. Đã vậy nó còn tỏ ra nó là biết, và nó còn kết án những người biết là ông bị quỷ ám rồi. Đó là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần đấy. Cho những việc của Thiên Chúa là những việc của ma quỷ. Có nghĩa là họ cố chấp, họ không muốn tha thứ, không cần tha thứ, không cần Thiên Chúa thì nó gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Không tha được có nghĩa là họ không muốn tha, chứ không phải Chúa không tha được. Chúa không tha được là vì Chúa yêu thương họ, mà Chúa yêu thương họ thì Chúa phải tôn trọng tự do của họ. Nó muốn tha thì ta tha, còn nó muốn không tha thì làm sao ta tha được. Anh đang bị chìm dưới nước, đưa tay lên. Đưa tay lên, đưa tay lên, tôi nắm tôi kéo lên cho. Mà lỡ đưa tay lên rồi ông không kéo lên thì sao?
không muốn, không tin. Thôi tôi ở dưới chết, cứu tôi với, thì đưa tay ra đây. Ông nhảy xuống đây với tôi, kìa, không tin ta, đưa tay đây, ta kéo lên cho. Nó không chịu đưa tay. Chúa cũng đành phải tôn trọng tự do của nó thôi. Thế không ạ? Nó dám đổ cái công việc của Chúa Giêsu là của ma quỷ mà. Ông bị quỷ ám rồi. Mình mà ghét ai mình hay bảo cái đồ quỷ ám. Còn những người mà ghê gớm mình đồ quỷ sứ. Phải không? Nếu nào mà nó không bình thường bảo đồ quỷ ám thì nó cho Chúa là quỷ ám. Thì còn cái gì nữa không thưa anh chị em? Đức Giêsu nói: Tôi bảo thật các ông, trước khi có Abraham thì đã có tôi vì tôi hằng hữu. Họ cũng không hiểu được mầu nhiệm nhập thể. Vì Thiên Chúa ngôi ba, Thiên Chúa có ba ngôi, ngôi Cha, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Và ngôi thứ hai là Con Thiên Chúa Cha. Chúa Cha đã trao phó cho chúng ta người con yêu quý ấy để xuống làm người như chúng ta. Làm người là chấp nhận mọi thứ như con người, chỉ trừ duy nhất là không phạm tội. Mà đã làm người thì phải có giới hạn trong không gian và thời gian. Đã làm người thì phải có cha, có mẹ, có quốc tịch, có ngôn ngữ, có đủ mọi thứ như là một con người. Thì Đức Giêsu trong thân phận làm con người, Đức Giêsu khi mà Ngài xuống thế làm người thì Ngài chỉ có thời gian ở trần gian này là 33 năm mà thôi. Và khi Đức Giêsu đang nói với họ thì tuổi cũng 30, 31, 32, 33. Thí dụ như thế. Họ bảo là ông mới chưa đến 50 tuổi mà ông thấy Abraham sao? Mà Đức Giêsu nói rằng trước khi có Abraham thì đã có tôi, đúng không? Vì Ngài là Thiên Chúa. Nhưng mà người Do Thái không nhìn nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, cũng không nhìn nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Họ chỉ cho rằng Đức Giêsu là một ông tiên tri nào đó mà thôi, một người bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Cho nên họ không đón nhận lời của Chúa. Và vì thế mà họ lượm đá để ném Chúa. Anh chị em thấy không? Càng ngày cái mâu thuẫn nó càng lớn, càng ngày cái sự cố chấp nó càng nặng, và càng ngày càng thành kiến nó càng làm cho người ta xa cách Thiên Chúa, tìm cách giết Chúa, cho Chúa là quỷ ám. Và hôm nay thì lượm đá mà ném Chúa. Vì Chúa nói sự thật. Đáng lẽ ra sự thật giải phóng con người, mà vì con người cố chấp cho rằng mình mới là sự thật, chứ không nhìn nhận sự thật từ Thiên Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người cứ xưng mình là sự thật, là tiếng nói sự thật, là bảo vệ sự thật, mà tách rời khỏi giáo hội thì sự thật nó nằm chỗ nào? Mà không tuân theo kỷ luật của giáo hội, không tuân theo giáo huấn của giáo hội thì kỷ luật nó nằm, thì sự thật nó nằm ở chỗ nào? Mình là tiếng nói của sự thật mà mình lại phủ nhận chính nguồn gốc sự thật là Đức Giêsu. Đức Giêsu thiết lập giáo hội, và những người có trách nhiệm trong giáo hội là người Đức Giám Mục gọi là thầy dạy sự thật. Mà mình không tuân theo Đức Giám Mục là thầy dạy sự thật thì mình là tiếng nói sự thật, nghĩa là sao? Và những nhiều người khác bị hỏa mù vì sự thật mất lòng, cho nên người ta nghe theo cái mà người ta hài lòng, cái người ta vừa lòng, cái người ta nghe người ta khoái tai, kéo nhau nghe theo và xưng là tiếng nói của sự thật. Mà chính cái đó mới đưa người ta đến diệt vong, ra ngoài giáo hội. Chống lại sự thật là chính Đức Giêsu. Vì Đức Giêsu nói rằng là nếu tôi tôn vinh chính mình thì vinh quang của tôi không là gì cả. Nhớ câu đó. Tự xưng mình là thế này, tự xưng mình là thế nọ, tự xưng mình là thế kia thì mình không là gì cả. Tự xưng mình là tiếng nói sự thật, tự xưng mình là Con của Thiên Chúa Cha, tự xưng mình là người được Đức Mẹ mà khải, người được thế này được thế kia thì không là gì cả. Vì chúng ta thấy tất cả những người mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra và mà khải thì rất khiêm nhường, như Đức Maria mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay lễ truyền tin. Mẹ được thụ thai Con một Thiên Chúa, là mẹ Thiên Chúa, mà mẹ chỉ nói tôi chỉ là nữ tỳ, tôi chỉ là tôi tớ. Còn mình xưng là mình là Con của Chúa Cha, mình là Con của Chúa Giêsu, mình là thần nữ thần này kia, được Thiên Chúa mà khải. Cho nên nói dạy dỗ người khác, kìa,
đọc lại đi, trong lịch sử giáo hội có vị thánh nào mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra mà dám xưng mình như vậy không? Có vị thánh nào mà được Chúa và Đức Mẹ hiện ra mà tách khỏi giáo hội không? Có vị thánh nào mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra mà là không vâng lời giáo huấn của giáo hội không? Có hay không? Chị em phải suy nghĩ cho nó đúng đi chứ. Đừng có để cho những cái chân lý mà không phải là chân lý mà cứ nhận là chân lý, nó làm cho anh chị em bị đi vào cái lầm lạc đó. Đức Giêsu nói: nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha của tôi. Đấng mà các ông gọi Thiên Chúa, gọi là Thiên Chúa của các ông đó. Các ông gọi Đấng ấy là Thiên Chúa của các ông, mà Thiên Chúa ấy lại chính là Cha của tôi. Nếu các ông không biết người, các ông thì các ông không biết người. Gọi Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa mà có biết Chúa là ai đâu. Còn tôi biết người. Nếu mà tôi nói tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Các ông không biết Thiên Chúa, mà các ông nói rằng các ông biết Thiên Chúa vì các ông là kẻ nói dối. Tại sao? Vì nếu các ông biết Thiên Chúa thì các ông phải biết rằng Thiên Chúa đã sai tôi đến trần gian này. Tôi là con một Thiên Chúa đây. Các ông biết Thiên Chúa mà lại không biết con Thiên Chúa là sao? Hả? Cho nên các ông là kẻ nói dối. Mà nếu tôi bây giờ tôi cũng không nói rằng tôi biết Thiên Chúa thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Cho nên dù các ông có liệm đá ném tôi, dù các ông có tìm giết tôi thì tôi vẫn xưng tôi là con Thiên Chúa. Tôi biết Thiên Chúa và tôi không làm gì ngoài ý của Cha. Cha nói sao thì tôi nói vậy, Cha bảo sao thì tôi làm như vậy. Vậy là phạm thượng, vậy là phải giết. Ông muốn giết thì giết, nhưng đây là sự thật thì tôi phải nói sự thật. Ông cứ xưng ông là con biết Thiên Chúa mà ông lại không nhận biết tôi là sao? Ông xưng ông là con của Chúa Cha mà ông lại không biết Chúa Giêsu con của Chúa Cha là sao? Mà ông xưng ông là con của Chúa Cha mà ông lại không nhận giáo hội do chính tôi lập ra, Cha sai tôi làm mà ông không nhận thì là sao? Cho nên tôi không bao giờ nói dối. Có sao thì tôi nói vậy. Còn chính cái ông là kẻ nói dối, vì nói rằng biết Thiên Chúa mà không nhận biết tôi thì chính là không biết Thiên Chúa. Và không biết Thiên Chúa mà nói rằng mình biết Thiên Chúa là kẻ nói dối. Không biết mà bảo mình biết đó là nói dối. Mà biết mà mình bảo mình không biết cũng là nói dối. Nhớ, biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết. Biết mà bảo là không biết cũng là nói dối. Không biết mà dám bảo là biết thì lại là dối tợn hơn nữa, thưa anh chị em. Đức Giêsu dám nói sự thật: tôi biết người và giữ lời người. Đó là dấu chỉ mình biết. Còn công bảo là không biết Thiên Chúa mà không giữ lời Thiên Chúa, mà lời Thiên Chúa chính là lời tôi đang nói với ông đây, mà không giữ lời thì bảo biết Thiên Chúa là thế nào? Họ liền lượm đá ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ, không làm gì được vì giờ ta chưa đến. Không phải là Chúa là nạn nhân của sự áp bức rồi Chúa muốn đánh đập đánh sao cũng phải chịu vậy, không cách nào khác, nó bắt thì bắt, nó đánh thì đánh, nó giết thì giết. Không, giờ ta chưa đến. Ta chưa cho phép sự giữ, chưa cho phép quyền lực của ma quỷ làm gì thì nó chưa làm gì được và không thể làm gì được. Em chị em phải xác tín vào điều đó. Tất cả những sự giữ, những cái gì mà khó khăn đang xảy đến là Chúa cho phép nó xảy đến, nó mới có thể xảy đến. Và đến để thử thách con người thôi. Ai bền đỗ đến cùng thì được cứu thoát. Amen. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mọi sương vui hay khi sầu tê tái. Chúa luôn đồng hành với con, lúc gian nan khi sương vui ngập tràn. Chúa là tình yêu.
Chuyện đạo chuyện đời ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin. Con đây vẫn tin vào lòng thương xót, cho dù đời gặp bao sóng gió, cho dù đời gặp bao nguy khó. Chuyện đạo chuyện đời ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin. Lịch sử. Lịch phụng vụ Roma lấy lại danh xưng lễ truyền tin để gọi lễ ngôi lời nhập thể vì có lý do chính đáng. Nhưng trước sau vẫn là lễ chung của Đức Kitô và Đức Trinh Nữ. Lễ của ngôi lời làm con Đức Trinh Nữ và lễ Đức Trinh Nữ là mẹ Thiên Chúa. Về phía Đức Kitô, phụng vụ phong phú vô tận của cả Đông phương lẫn Tây phương đều ca tụng lễ trọng này như là lễ tưởng niệm tiếng thưa xin vâng Fiat, có giá trị cứu rỗi của ngôi lời nhập thể đã vào trong trần gian với lời này: lạy Chúa, này con đến để thi hành ý Chúa. Đồng thời cũng là để tưởng niệm bước đầu của công cuộc cứu chuộc và mầu nhiệm ngôi hiệp mật thiết, bất khả phân ly giữa thiên tính và nhân tính trong ngôi vị độc nhất của ngôi lời. Về phía Đức Maria, lễ này được coi là lễ của Eva mới, người trinh nữ vâng phục và trung tín, đã nhờ tiếng Fiat đại độ của mình và nhờ phép Chúa Thánh Thần trở nên mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ thật của loài người. Đồng thời cũng là hòm bia gieo ước đích thực và đền thờ đích thực của Thiên Chúa, vì đã tiếp đón đấng trung gian độc nhất trong cung lòng mình. Vì vậy, đây là lễ tưởng niệm giây phút tột đỉnh trong cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Thiên Chúa và loài người. Cũng là dịp kính nhớ sự ưng thuận tự do và sự hợp tác của Đức Maria đối với chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. 9 tháng trước ngày lễ sinh nhật, Hội Thánh mừng lễ truyền tin, ngày mà Sứ Thần đến với Đức Trinh Nữ Maria báo cho biết, Trinh Nữ đã được chọn để làm mẹ Đấng Messia con Thiên Chúa. Đức Maria đại diện cho dân tộc mình cũng như đại diện cho nhân loại đã trả lời bằng tiếng thưa vâng. Chức Thiên Mẫu là mầu nhiệm trọng tâm trong cuộc đời của Đức Maria. Tất cả mọi mầu nhiệm và ân sủng khác đều bắt nguồn từ đấy và cũng hướng vào đấy. Lễ công bố ngày sinh của Chúa đã được mừng kính ở Giáo hội Đông Phương từ khoảng năm 550 vào ngày 25 tháng 3. Giáo hội Latin mãi cho đến thế kỷ thứ 7 mới chấp nhận thánh lễ này. Thưa anh chị em và các bạn, đã đến lúc Đức Chúa Giêsu giáng thế. Thiên Chúa sai Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến thành Nazareth, nơi mẹ Maria đang sống. Đức Tổng Thần nói với dung mạo huy hoàng rực rỡ, đã tiến vào căn nhà bé nhỏ của mẹ Maria và trông thấy mẹ đang cầu nguyện. Kính chào bà, hỡi đấng đầy ân sủng. Thiên Thần nói, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc.
giữa các người phụ nữ. Mẹ Maria thật ngạc nhiên khi nghe những lời ca ngợi của sứ thần. Hỡi Maria, đừng sợ. Gabriel trả lời. Rồi Đức Tổng Thần nói với mẹ rằng, mẹ sắp sửa trở nên thân mẫu của Đức Chúa Giêsu, đấng cứu độ loài người. Mẹ Maria hiểu được vinh dự mà Thiên Chúa dành ban cho mẹ thật lớn lao. Và mẹ đã thưa, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Ngay lúc ấy, mẹ Maria trở nên mẹ Thiên Chúa và mẹ vẫn xưng mình là nữ tỳ, là đầy tớ của người. Mẹ Maria cũng biết rằng khi chấp nhận làm mẹ Chúa Giêsu, mẹ sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Mẹ nhận biết mẹ sẽ phải đau khổ khi con của mẹ chịu đau khổ. Thế nhưng với tất cả tâm hồn, mẹ đã thưa lên, xin hãy thực hiện nơi tôi như lời sứ thần truyền. Nhân ngày lễ truyền tin, tha thiết cầu nguyện xin mẹ ban cho mỗi người học nơi mẹ mẫu gương khiêm nhường và vâng phục, là mẹ Thiên Chúa mà vẫn xưng mình là nữ tỳ, là đầy tớ của Thiên Chúa. Đôi khi ta có được một chức vụ nào đó, có được một chức danh nào đó, là ta đã bắt đầu cảm thấy muốn lên mày, lên mặt, đã hãnh diện, đã ra vẻ ta đây. Được trao một nhiệm vụ, một chức vụ thì có nghĩa là học nơi Đức Giêsu càng làm lớn, càng cúi xuống hầu hạ phục vụ anh chị em mình, và nhìn nhận rằng tất cả đều là hồng ân của Chúa. Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, không hãnh diện, không tự cao, tự mãn với chức danh, chức vụ, chức tước trong xã hội, nhất là trong giáo hội. Ngày hôm nay, người ta thích chức danh, thích được vinh danh và cảm thấy hãnh diện khi mình có chức này, chức kia trong giáo hội, trong cộng đoàn. Và từ đó người ta dòm chừng nhau, tranh giành, kèn cựa, so đo, so bì, so sánh, rồi dễ đi đến chỗ tranh giành, đấm đá, cấu xé, giành giật để có được chức danh, chức vụ. Điều đó làm mất hết ý nghĩa của sự phục vụ, của tiếng xin vâng. Xin cho mỗi người chúng con học được nơi mẹ bài học của sự khiêm tốn. Con không là gì, chỉ là nữ tỳ, chỉ là tôi tớ. Tất cả là ân huệ Chúa ban. Con không xứng đáng, nhưng quyền năng lòng thương xót Chúa phủ ngập trên cuộc đời của con. Tất cả là do lòng thương xót Chúa xót thương con. Thân phận, tội lỗi, yếu đuối, bất tài, Chúa xót thương con người vô cùng tội lỗi, yếu đuối, bất tài, vô dụng. Chúa sử dụng con để cho người ta thấy được cái yếu đuối, hèn kém của con người. Đấy lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ của Chúa. Xin cho con biết đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và suốt đời. Amen. Chúa, Chúa.
lắm khi đôi thay, lắm khi ngủ say con nào đâu hay. Chúa biết thân con, thân con yêu hèn, chỉ cậy nhờ vào lòng Chúa soi sống đúng, sống đẹp. Thứ năm, 25 tháng 3, tháng tĩnh tâm chay. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Chúng con nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm, 25 tháng 3, tháng tĩnh tâm chay. Chủ đề: chiếc nón. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng tĩnh tâm với chiếc nón. Và hôm nay cũng là ngày 25 tháng 3, lễ mẹ truyền tin. Chúng ta bước sang ngày thứ 37 trong 40 ngày vào trong hoang địa tĩnh tâm để chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh, bắt đầu từ thứ tư lễ cho 17 tháng 2, và hôm nay là thứ năm 25 tháng 3, lễ mẹ truyền tin, ngày tĩnh tâm thứ 37. Xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban cho anh chị em được kiên trì cùng với mẹ. Mẹ vẫn đồng hành với chúng ta suốt 36 ngày và hôm nay là ngày thứ 37. Xin mẹ đồng hành cầu nguyện để Chúa Thánh Thần xuống trên mẹ và các tông đồ, cũng xuống trên chúng ta suốt 40 ngày tĩnh tâm này. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sông Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát, như làn suối tinh tuyền,
cho suốt cả đời con vui sống trong bình yên, sống trong bình yên. Bóng Ma-ti che đầu mẹ là như bóng Ma-ti che đầu. Dưới nắng giữa ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Thưa anh chị em, bài hát Bóng Mát Che Đầu mà chúng tôi muốn mời anh chị em cùng suy niệm ngày hôm nay trong ngày lễ mẹ truyền tin với tượng hình ảnh tượng trưng là chiếc nón che đầu. Muốn có bóng mát thì phải có cái gì che. Mẹ là bóng mát che chở cuộc đời của chúng ta giữa những lúc nắng gay gắt của cuộc sống, giữa những lúc giá rét của cuộc sống, giữa những lúc mà mồ hôi đổ, giữa những lúc mà cô đơn đêm về. Mẹ vẫn là bóng mát, mẹ vẫn là bóng mây, mẹ vẫn là bóng cả để che chở, nhất là những con người tội lỗi đến nép mình dưới bóng mẹ, dưới tà áo mẹ. Mẹ là mẹ của lòng thương xót, như Đức Thánh Cha Francisco đã đặt thêm một tước hiệu mới vào trong kinh cầu Đức Bà: Đức Mẹ lòng thương xót cầu cho chúng con. Ngày hôm nay với chủ đề tĩnh tâm ngày lễ mẹ truyền tin, chúng ta cùng xin mẹ cho mỗi người nhận ra đâu là bóng mát cuộc đời của con. Vì chính mẹ cũng cần một cái bóng mát. Như lời kinh Magnificat mà chúng ta vẫn đọc, vẫn hát, vẫn thiên thần, thánh thần rợp bóng trên mẹ. Thánh thần rợp bóng trên mẹ. Và mẹ được đón nhận ngôi lời nhập thể trong cung lòng của mẹ. Đức Mẹ chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Thánh Thần rợp bóng trên mẹ, thì xin Chúa Thánh Thần cũng rợp bóng trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mình tự hỏi, cái gì đang rợp bóng trên cuộc đời của tôi? Mẹ để Chúa Thánh Thần rợp bóng trên mẹ, mẹ là người có phúc. Để mẹ có sức mà thể hiện, thực thi thánh ý của Chúa, không phải chỉ khi đáp tiếng xin vâng Fiat rồi thì amen tắt đèn đi ngủ, nhưng mà đó là khởi đầu của một chặng đường mà luôn luôn phải để cho Thánh Thần rợp bóng trên mẹ. Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời của mẹ, Thánh Thần soi sáng để mẹ nhận ra thánh ý của Chúa, Thánh Thần bảo vệ che chở của mẹ khỏi tất cả những sự dữ. Còn mỗi người chúng ta ngày hôm nay, tôi đang để cho cái gì rợp bóng trên cuộc đời của tôi? Anh chị em thấy ở đây chúng tôi có hình ảnh của những chiếc nón. Đây là một cái nón to, đây là cái nón lá mà người ta vẫn bảo nón lá bài thơ dễ thương nhất. Đây là cái mũ, và đây là cũng cái mũ, nhưng mà mũ này là cái mũ an toàn, mũ bảo hộ. Hai cái mũ này, đội cái mũ an toàn thì an toàn hơn mũ không an toàn. Nhưng cũng có khi cái mũ an toàn nó không an toàn vì cái mũ đó là mũ giỏng, mũ giả. Thay vì té bị thương nhẹ, nhưng mà vì cái mũ nó bể ra cho nó, những mảnh bể nó đâm vào đầu, hóa ra là bị thương nặng, không chừng, thưa anh chị em. Cho nên đội mũ an toàn, coi mũ đó thật hay mũ giả nữa. Còn khổ ở chỗ đó nữa. Đội mũ giả nó còn nguy hiểm hơn là không đội nữa, không chừng. Vì nó bể ra cái mảnh vụn nó bắn vào đầu mình. Cho nên chúng ta tìm cái bóng để mà được sự che chở. Coi cái bóng mình đang tìm, cái mũ mình đang đội là cái nào. Cái mũ mình đang đội đó thật hay giả? Có khi cái mũ thật, nói thật, mũ thật thì đội rất khó chịu thật. Vì nó kín, nó chắc, nó ôm. Cho nên là có khi té cái mũ nó vẫn giữ lấy cái đầu mình, không bị bể. Cái mũ có thể trầy chuộng. Nhưng mà đội cái mũ thật thì nó kín, nó khó chịu lắm. Đội cái mũ giả, nó dễ chịu vì nó nhẹ,
hàng dỏm, hàng giả mà, nó nhẹ. Rồi cái sợi dây, dây an toàn và cái mũ nó cũng lỏng lẻo. Còn cái kia nó siết chặt, nó không cho cái lắc lư. Còn đây đội cái mũ giả, đội cái mũ vô nó đi, nó còn gió, quay theo chiều gió, nó lắc lư như thế này nữa. Thưa anh chị em, rồi có những người chẳng có cột dây an toàn vào nữa, vì những dây đó đứt rồi, đeo cho nó có lệ, bảo chà, đeo đội mũ vô đi. Mũ này đội ăn thua gì, kệ nó, quang mặt cảnh sát thế mà. Cái công an nó thấy mình có cái mũ đội đầu, nó cho đi à, không sao đâu sao. Thế thì mình đội mũ vì an toàn của mình hay là đội mũ để mà qua mặt công an? Nghĩ đi. Cho nên con người ta cứ sống giả như vậy. Ngày hôm qua chúng ta đã nói về những cái bộ mặt nạ với cái khẩu trang này. Che cái bộ mặt thật của mình đi. Che bộ mặt thật của mình đi. Cũng có người không có khẩu trang cũng lấy tay che đi vậy, để qua mặt công an vậy. Mà không nghĩ rằng là mình đeo cái khẩu trang này để bảo vệ sức khỏe của mình. Hàng thật thì nó mới bảo vệ được. Những cái khẩu trang, những cái mặt nạ đó hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi, gỡ ra để mà sống thật với con người của mình. Mà con người thật thì phải được bảo vệ, được che chở bởi những sức mạnh thật. Mà sức mạnh thật ấy có duy nhất, đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần rợp bóng trên mẹ trong ngày mẹ được thiên thần Gabriel đến truyền tin, gọi là lễ truyền tin ngày hôm nay. Lễ mà mẹ đón nhận lời truyền tin từ sứ thần Gabriel để mẹ đáp tiếng xin vâng, này tôi là tôi tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Với lời xin vâng ấy thì ngôi hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng của mẹ, và với lời xin vâng ấy thì công trình cứu chuộc, cứu độ con người được khởi sự, được bắt đầu. Có sự cộng tác của con người, Thiên Chúa mời gọi con người được tự do đáp lại, và mẹ đã đáp lại. Và khi đáp lại lời xin vâng ấy, mẹ biết rằng không phải là do sức của con người có thể làm được, nhưng mẹ phải để cho Thánh Thần rợp bóng trên mẹ. Một lúc nào đó mà không có Thánh Thần rợp bóng trên mẹ thì lúc đó mẹ không thể thể hiện, thực hiện được thánh ý của Chúa. Mẹ không có đủ sức để mà đi hết con đường mà Chúa mời gọi. Đó là không phải chỉ sinh ra con của mình, nhưng mà đồng hành với con của mình cho đến giây phút cuối cùng trên cây thập giá. Đến giây phút cuối cùng trên cây thập giá, lúc mà ôm lấy xác con của mình đó. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần rợp bóng trên mẹ thì chắc chắn mẹ không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra như thế này. Con tôi tại sao nó lại như thế này? Con Thiên Chúa làm người đây, ngày mà tôi đáp tiếng xin vâng thì Thánh Thần rợp bóng trên tôi, và tôi nhận ra lời Thiên Thần rằng là đứa con bà là Emmanuel, đặt tên là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng, là Đấng Cứu Độ, là nguồn ơn cứu độ. Vậy mà Đấng Cứu Độ đâu, nguồn ơn cứu độ đâu, bây giờ là một cái xác chết bất động, thân xác tả tơi tan nát như thế này. Không có Thánh Thần rợp bóng trên mẹ, mẹ không thể nhận ra, mẹ không thể chịu nổi, mẹ không thể vượt qua đâu, thưa anh chị em. Ngày hôm nay mỗi một người anh chị em mình đang đi trong hành trình đức tin, mà ngay cả đến ngày thứ 37 này, nếu mà không có Thánh Thần rợp bóng trong hành trình 40 ngày vào trong hoang điện cuộc đời mà tôi và anh chị em chúng ta đang thực hiện ở Việt Nam cũng như là khắp nơi trên thế giới, những anh chị em nào có thành tâm thiện chí muốn sống những ngày trong hoang điện với Chúa Giêsu, để cho Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Giêsu cũng để cho Thánh Thần rợp bóng trên Ngài khi đưa Chúa vào trong hoang điện 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện và chịu cám dỗ. Nếu không có Thánh Thần thì Chúa Giêsu cũng sẽ làm theo ý của mình. Đấy là ông có ngon, ông đói thì ông làm phép đá thành bánh mà ăn đi. Tội gì mà ông làm cái chuyện đó ông? Mất mát gì, và người ta càng lé mắt, người ta càng nể ông nữa. Thánh Thần nói nơi Đức Giêsu, người ta không sống bởi cơm bánh mà sống bởi lời của Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại cám dỗ tiếp, ông có con ông nhảy xuống đi, vì lời Chúa bảo mà Thiên Thần sẽ tay đỡ tay nâng.
để ông khỏi vấp chân vào đá thì ông rớt xuống, có Chúa đỡ mà ông lo cái gì. Nói đến đây thì chúng ta thấy về cái hiện tượng nhảy lầu tự tử cũng có nhiều quá. Ở Việt Nam bây giờ đang có cái, không biết là gọi là cái phong trào hay là cái gì đó, mà có một em bé trai 14 tuổi học giáo lý rồi nhảy lầu từ trên lầu 3 xuống chết. Rồi hai cô bé 17 tuổi nhảy lầu trên lầu 13 cũng xuống chết. Rồi cứ rủ nhau mà nhảy lầu mà chết. Cái hiện tượng đó là một cái gì báo động để cho người ta thấy rằng là bây giờ con người ngày nay họ đang bị thất vọng, họ đang mất niềm tin. Có thể đó là những người công giáo, đó là người đi học giáo lý. Mà tại sao chuyện đó xảy ra? Có phải vì áp lực của gia đình hay không? Áp lực trên việc hoàn của các em, hay là áp lực chuyện tình cảm của mấy cô gái 17 tuổi yêu quá sớm rồi thất tình, thất vọng, hay là áp lực của những ông giám đốc 30 tuổi, ba mấy tuổi, 40 cũng nhảy lầu tự tử vì áp lực công việc, áp lực tiền bạc, vân vân. Mà người ta không có đi tìm được cái chỗ, được cái nơi, được con người, được cái nguồn nào để mà họ trút hết cái bầu tâm sự, nói hết những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái thất vọng, những cái chán nản trong cuộc đời của họ. Họ tìm những cái bóng mát, những cái bóng đó không giúp gì cho họ cả. Đây là cái bóng của sức mạnh thế gian. Đội mũ an toàn, có chắc an toàn chưa? Sức mạnh thế gian tôi đội, tôi ỷ vào cái sức mạnh của con người, ỷ vào vũ lực, ỷ vào vũ khí, ỷ vào đủ mọi thứ gọi là sức mạnh cơ bắp, sức mạnh của vũ khí, sức mạnh của quyền lực thế gian. Liệu cái đó tôi tìm nương ẩn nơi quyền lực của thế gian, sức mạnh của vũ khí của con người có an toàn hay không? Mỗi người anh chị em mình tự trả lời trước mặt Chúa. Tôi cậy vào sức mạnh của quyền lực, tôi đi cậy nhờ vào quyền lực của thế gian. Điều mà Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là con đừng tìm kiếm sự trợ lực của thế gian, con đừng tìm an ủi nơi người đời. Những lúc tôi gặp khó khăn, những lúc tôi gặp thử thách, đâu là chỗ tôi chạy đến để nương nhờ, đâu là bóng mát để tôi chạy đến lúc mà cuộc đời của tôi đầy những nắng cháy thiêu đốt. Nắng cháy thiêu đốt đó là những khó khăn thử thách về vật chất, về tinh thần. Nắng cháy thiêu đốt là những cái sự cô đơn trống vắng. Nắng cháy thiêu đốt đó là có sự hiểu lầm bế tắc. Thì tôi chạy đến với ai, với quyền lực nào để tôi tìm sự hỗ trợ, tôi tìm sự nương nhờ? Tôi chạy đến quyền lực thế gian với cái mũ an toàn tượng trưng đây này. Đó, có an toàn không? Hoặc là tôi chạy đến tôi tìm một cái sức mạnh nào khác, quyền lực thế gian, tôi đi tìm tiền bạc, bởi những đi đến những đại gia này, những người có tiền, có của, lắm tiền nhiều của, có bảo đảm cho tôi có được sự bình an trong cuộc sống không? Có bảo đảm cho tôi có được hạnh phúc đích thực trong cuộc đời này hay không? Càng nhiều tiền, càng lắm của, có tiền có khi còn sinh tật ra, có khi khó khăn thử thách thì chạy đến với Chúa, có tiền có của thì ta lại bỏ Chúa không chừng. Đây hình ảnh của một đại gia đeo kiếng, đội đội mũ các thứ, đây tiền nhiều của lắm, tôi cứ chạy đến với những con người này. Nhất là trong chuyện đạo, tôi chạy đến rồi họ là ân nhân của tôi, họ là đỡ đầu cho tôi, họ là nhà tài trợ ân nhân đỡ đầu, cuối cùng thì họ là người nắm đầu tôi. Nhà họ có đám tang tôi cũng phải chạy đến để lo, nhà họ có sinh nhật tôi cũng phải chạy đến, rồi đám cưới của cháu họ tôi cũng phải lo làm lễ, rồi giỗ của ông nội họ tôi cũng phải lo. Không những tôi còn tôi kéo những anh em khác phải đến để mà phục vụ cho họ, vì lý do họ là người tài trợ, họ là ân nhân, tôi lệ thuộc họ. Khó khăn chạy đến đưa cho tôi 500 triệu, đưa cho tôi 1 tỷ, đưa cho tôi 1 cây, hoặc là cúng cho tôi cái xe hơi khi tôi mới chịu chức chẳng hạn, hoặc là xây cho tôi nguyên cái nhà thờ chẳng hạn, rồi cuối cùng tôi cũng phải lệ thuộc họ. Đây hình ảnh tượng trưng của một tay đại gia đây. Rồi liệu mà khi họ không sống tốt, họ không sống đẹp lòng Chúa,
họ không sống với đúng đạo đức, tư cách của con người, tôi có dám nhắc nhở, tôi dám nói họ hay không? Thậm chí tôi có dám làm mất lòng họ hay không? Mất lòng họ thì đồng thời đồng nghĩa với cái là tôi mất của, mất nguồn tài trợ. Tôi đang xây cất bao nhiêu là cái công trình cần rất nhiều tiền, mà bây giờ mất một nguồn tiền như vậy, tôi có dám hay không? Tôi chạy đến tìm nương tựa nơi người thế gian, nơi cái nguồn tài trợ là tiền bạc của những đại gia, của những người lắm tiền nhiều của. Rồi họ ho một cái là tôi phải có mặt. Lễ lại gì của họ, sinh nhật bổn mạng, có khi của bố mẹ tôi chẳng nhớ, mà của họ thì tôi phải chạy đến không chừng. Tĩnh tâm để tôi thấy rằng là tôi còn xa quá, còn xa nước Thiên Chúa quá. Vì càng gần với con người thế gian, gần với người lắm tiền nhiều của, thì tôi càng xa nước Thiên Chúa hay sao? Bản thân tôi không dám nói ai cả. Tôi không dám nói ai cả đâu. Nhìn lại bản thân tôi thấy cứ để cho những người có tiền có của nó điều khiển mình, nó nắm đầu, nó sỏ mũi mình, rồi mình suốt ngày phải luồn cúi, phải lấy lòng, phải cầu cạnh họ. Tôi có dám sống độc lập trước mặt Chúa, không cần cái mũ của nón nào hết. Mũ của nón tôi là lòng thương xót mà thôi. Lòng Chúa thương xót không đủ cho tôi à? Quyền năng lòng thương xót Chúa không mạnh để mà che chở, cứu giúp, phù trợ và nâng đỡ tôi à? Chương trình của lòng thương xót Chúa trước sau gì cũng phải đi đến đích. Tôi có tin vào điều đó, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi trở lực. Sức mạnh của Chúa không đủ cho tôi, hay tôi phải đi tìm sức mạnh, nương tựa nơi quyền lực thế gian, nơi tiền của người đời. Và thứ ba, hình ảnh chiếc nón thứ ba, người đẹp. Tôi tìm thỏa mãn nơi cái gì đẹp, cái gì đẹp mắt, cái gì dễ thương. Những đến thăm những nhà đảo kim cương, đại công ty, tổng công ty, mặc dù có thể những đồng tiền họ kiếm chưa chắc đã là chân chính, nhưng mà tôi cứ tìm đến với cái con người đó. Những con người mà trắng trẻo, xinh xắn, đài cát, quý phái, những người sang trọng. Còn những người mà khố rách áo ôm này, cái nón lá này, cái nón này còn mới, tôi không dám xé nó ra, đúng là phải rách. Những cái nón rách này, tôi có đến những mái nhà tranh hay đến những mái nhà lầu? Tôi đến cái nón rách hay là tôi đến với cái nón của hoàng hậu? Tôi đến với những mảnh đời rách nát, tàn tạ, hay là tôi đến với những người mà họ mang những khuôn mặt sang trọng, quyền uy, chức tước, địa vị? Buổi tĩnh tâm hôm nay, mẹ Maria nhận là này, tôi là tôi tớ, là nữ tỳ thôi. Mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa, mà mẹ sống như thế. Còn tôi thì lại khoác lên cho mình biết bao nhiêu cái mặt nạ của ngày hôm qua, và hôm nay thì tôi đội lên đầu biết bao nhiêu cái mũ. Mũ quyền lực, mũ danh vọng, mũ chức tước, mũ tiền bạc, mũ địa vị. Còn trên đầu của tôi chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Ngươi phải thờ lại Thiên Chúa, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Không có đội bất cứ ai lên đầu của tôi hết, không cho phép ai. Chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Dù là có quyền lực thế gian nào đi chăng nữa, không có được phép đội họ lên đầu của mình như thế này được. Chúa nói với Faustina, còn không có quỵ lụy bất cứ một ai cả. Không có quỵ lụy bất cứ một ai, không có lệ thuộc bất cứ một thứ quyền lực nào hết cả trên thế gian này. Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa mà thôi. Đấng đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều cao cả cùng với mẹ Maria ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta dám can đảm lột bỏ hết tất cả những cái mũ mình đội trên đầu: quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị. Lột bỏ hết tất cả cái đó,
lột luôn cả những cái mặt nạ mình đeo lên mặt mình. Mặt nạ của sự giả nhân, giả nghĩa, đạo đức, đạo mạo, đạo hạnh, lột hết, sống thật trước mặt Thiên Chúa, thật nhỏ bé, thật đơn hèn trước mặt Thiên Chúa. Và cùng với mẹ Maria, ta hát lời: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Thần trí tôi mừng vui vời vời trong đấng kêu chuộng tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Amen. Con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thang của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thang.